Buổi nào từ 4541 đến 4552, clip cuối của ngày hôm nay. Ghét nhất là cái event của cái tuần máy bay ấy. Nó chả được cái trợ giúp gì. Úi dồi ôi, cái hộp chán đấy. Kỳ vọng cái hộp ấy cứ nghĩ là nó ra quả, hóa ra bùm 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 toàn đồ chán. Đấy, tờ phun rồi, cái này nó trả xuống được. Hộp chán. Tồi nữa. Máy bay thì dấu ghi à. Chả quỷ qua được. Hộp chán. Ghét nhất cái màn có cái hộp đấy. Bốn năm bốn hai hát năm bảy. Nó vẫn chưa mở hết kìa. Cái bập vỡ nào.
nhà game ấy. Ủa, 45 super hát. Chà, nó cứ phun ra thôi. Và mọc ra nữa. Nhà nghe chán lắm, chuyển đi. Mini game chơi. Úi dồi ôi. Nó nhớ phải đóng này vào trước á. Dễ mini game dễ. Kích hoạt này trước. Đầu 4 ôi dồi thế kia không mẹ chỉ vì cái sai nhầm nó gần mất hết sạch cả đồ chán. Quay rồi. Ngoài mắng sao super hát chung là chả đánh nổi. Chơi đi chơi lại bao nhiêu lâu.
ba đợt nó oai lực nhất rồi, mạnh hùng mạnh nhất rồi. Thế mà để thua ngay vẫn dễ. Nó thể chấp nhận luôn. Một tí nữa super hát. Ba lượt chịu chết, không có ba lượt chịu chết. Đấy. Chặt từ kia tôi mở làm sao được. Úi dồi ôi. Đấy, tía lượt. Này à, thôi nữa, thôi ấy. Chán thôi. Eo. Úi dồi ôi, thắng ơi. Ôi mất nhà coi.
tới đây. Muộn rồi.